bi của người muôn phương. Chúng tôi đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. Sống phồn vinh phúc đức cho đấng nhân dân Chúa mà đến. Từ nhà Chúa chúng tôi cầu chúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa và đã soi sáng chúng tôi.